Có đủ ba phẩm chất vàng này, không sớm thì muộn đàn ông cũng thành công. 1. Phải thực sự nỗ lực mới có khả năng thay đổi vận mệnh. Ở đây, có ai đã từng xem qua bộ phim Forrest Gump chưa? Bộ phim kể về chàng trai Forrest Gump được sinh ra ở một thị trấn nhỏ sau Thế chiến II. Cuộc sống của anh thật không may mắn vì lưng anh không thẳng, phải giữ chân bởi một khung sắt. Khiếm khuyết của cơ thể đã đủ khiến Gump đau khổ. Nhưng anh càng bi thảm hơn là chỉ số IQ của anh chỉ có 75. Bị đánh giá là thiểu năng trí tuệ nên nhà trường đã không đồng ý cho Gump nhập học. May mắn thay, Gump có một người mẹ kiên cường, luôn khuyến khích con trai rằng: đừng để người khác nói họ mạnh hơn con. Nếu Thượng Đế muốn tạo ra ai cũng như nhau thì ông ấy đã lắp cho mỗi người đều có một đôi chân. Nhờ mẹ, Gump mới có cơ hội vào trường học. Mẹ nói với anh, con không khác gì những người khác cả. Nhưng vì khiếm khuyết cơ thể và trí lực, không ai đối xử thật lòng với Gump. Khi anh ta đi xe buýt, không ai nhường ghế, họ thậm chí còn bắt nạt và trêu chọc anh ta. Nhưng sau đó, với sự khuyến khích của Jenny, người bạn thân thiết nhất, Gump đã có động lực học chạy. Xuất phát điểm của anh thấp hơn người khác, nhưng anh lại chăm chỉ hơn bọn họ rất nhiều. Anh ta tham gia đội bóng bầu dục, sau đó vào đại học, vào quân đội, thậm chí còn được Tổng thống phỏng vấn. Một số người cho rằng Gump là hiện thân của lý tưởng và cuộc sống sau này của anh ta có được là nhờ gặp may mắn. Nhưng thực tế, những thành công Gump đã đạt được là kết quả nhờ nỗ lực hàng ngày của anh ta. Người thành công thường có 99% nỗ lực cộng với 1% may mắn. 1% may mắn rất hiếm gặp, do đó nhiều người khi vừa gặp thất bại đã vội từ bỏ ước mơ, ngừng nỗ lực vì nghĩ rằng cố gắng đến mấy cũng sẽ vô ích. Nếu muốn đi con đường khác với mọi người, bạn cần sử dụng 99% nỗ lực để có cơ hội gặp được 1% may mắn đó. Trong tương lai, muốn thoát khỏi khó khăn và đạt thành tựu, chăm chỉ là điểm nhấn cần thiết, bởi vì khi bạn làm việc đủ chăm chỉ, thế giới sẽ vì bạn mở ra một con đường. 2. Chuyên tâm làm việc mới có thể trở thành chính mình tốt nhất. Có thể thấy, sự chuyên tâm của Forrest Gump đã khiến nhiều người xem cảm động. Chính nhờ sự tập trung này đã thay đổi vận mệnh của anh ấy. Từ đây, có một điều tôi có thể khẳng định, đó là chuyên tâm, nhiệt huyết, tập trung vào tất cả những gì bạn mong đợi, nhất định bạn sẽ đạt được thành công. Một cuộc sống không tập trung giống như bạn không thể nhìn thấy bất cứ điều gì dù bạn đang mở to đôi mắt. Theo Murakami Haruki, trên thực tế, xung quanh chúng ta có quá nhiều người và việc dễ dàng tác động khiến chúng ta không thể tập trung toàn lực được. Chúng ta có quá nhiều vướng bận và suy nghĩ trong lòng, và chúng ta chưa học được cách kiểm soát nó. Đến cuối cùng, loay hoay bận rộn cả nửa đời, thứ mà chúng ta chờ đợi được chỉ là một cuộc sống tạm bợ với bao điều chưa đạt được. Một người có sức chú ý và tập trung cao độ cho mục tiêu, phương hướng, công việc mình đang làm, dù rằng anh ta là một người bình thường đi nữa, cũng nhất định sẽ sáng tạo nên kỳ tích, tạo ra phép màu. Chỉ có chuyên tâm làm việc, bạn mới không giống như một con chim bay lạc hướng, mới có thể tạo ra kết quả phi thường trong thầm lặng. Ngược lại, dù bạn có thông minh đến đâu, nếu làm việc cầu thả, qua loa cho qua ngày, không tập trung hết mình, đến cuối cùng mọi thứ đều sẽ trở thành công cốc. 3. Đối xử chân thành với mọi người là khóa học cả đời. Shakespeare từng nói, chân thành là thứ dễ động đến trái tim người khác nhất. Nhiều người bị sự chân thành của Gump làm cảm động, đó cũng là phẩm chất khan hiếm trong xã hội hiện đại thời nay. Mặc dù trí thông minh của Gump thấp, nhưng sự chân thành của anh ta lại tốt hơn bất cứ người nào có IQ cao. Đã gọi là chân thành, tất nhiên nó phải trong sạch, không ngụy trang. Đó là một cách đối đãi thẳng thắn, thành thật mà không vụ lợi, tính toán. Lạc bước giữa xã hội, nếu muốn gặt hái được tình bạn tốt nhất và thành công lớn,
Bạn đừng quên đi, vũ khí không có tính sát thương nhưng hiệu quả nhất, sự chân thành. Cuộc sống giống như một túi kẹo đầy đủ những mùi vị. Bạn sẽ không bao giờ biết được viên tiếp theo sẽ có vị gì. Do đó, tương lai mọi người đều vô hạn, chỉ có khó khăn là hữu hạn. Bất kể xuất thân bạn ra sao, đừng quên nỗ lực hết mình chạy về phía trước. Thành công chỉ đến khi chúng ta cố gắng hết sức và không ngừng hoàn thiện bản thân mình.